Xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Andy Gaming. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp với game Tower City này. Thì hiện tại mình chưa biết là mình sẽ đi làm cái gì tiếp theo. Tại vì mình cái chỗ nhảy nhảy bữa mình đã nhảy rồi. Mình đã xong hết cái chỗ đó rồi. Giờ mình chưa biết là mua mua nhà ở đâu hay là làm cái gì đó. Thì hôm trước á, cái chỗ cái xưởng hôm bữa video hôm trước mình quay á, thì có một cái bạn chỉ cho mình là khúc đó nó có một cái chỗ mua, thì mình coi lại thì đúng là có cái chỗ mua mà mình không có để ý ha. Ok, thì hôm nay mình sẽ đi tìm lại chỗ đó và mình sẽ mua lại cái chỗ đó. Các bạn đợi mình chút xíu nha. Ở cái chỗ này thì nó nằm ở bên thế giới hai. Bữa thứ hai mình mới tìm được một cái chữ V này. Hiện tại là chưa, khi nào xong hết rồi á mới làm được cái nhiệm vụ chữ V đó. Thì bây giờ mình đang bệnh đang hơi sốt sốt á. Có gì thì nói không có hay như mọi ngày, hoặc là cái giọng mình nó hơi khác thì các bạn thông cảm nha. Thì bệnh rồi cho nên là nó khác khác những cái á. Ok, cái đoạn này thì nói chung là đi thành phố này nó cũng nhỏ thôi, đi chút xíu tới cho nên là mình cũng không skip chi. Cái khu nhà nó nằm đâu đây nè, cái chỗ nó nằm đâu đây nè. Nó bắn ra rồi. Mà để xíu mình tìm cho đó chứ mình cũng không nhớ nằm đâu nữa. Để xíu. À ok, mình tìm ra rồi. Đây 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 đây. Ôi có tai nạn chết rồi. Mình không hỏi, yên tâm đi, không phải của mình. Để có tai nạn thì thôi, chết rồi, của mình đâu. 70.000 đô xử ngân. Đây, có nhiệm vụ luôn đây ha. Đấy, mùa xử ngân là có nhiệm vụ luôn, bật mí bí mật. Hello, anybody here? Hello? Ngài nhà không? Mr. Vassetti? Hey, you bought the old print works? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm Khúc này là thinking we might print nó nói something, cốt newspaper, truyện và magazine, có tiếng Việt crap, dịch nữa, sonny, cho nên low là grade mình để chứ crap. đó giờ mình không I've có always skip đâu. fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. In tiền really? hả? In tiền lậu Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already Ô, operating in tiền Florida. giả. A syndicate? Yeah, mình mua well, là cái just xương rumors hình này is all chứ, I've heard. rồi để in I know a man who's good giả. with rumors. Ai mới vừa mua là có nhiệm vụ luôn. Rồi. Bạn có thể sử dụng taxi để đến nơi trung tâm 9 đô. Bạn biết luôn. Gặp khen báo, một là mình đi xe taxi, hai là mình đi xe này. Thôi đi taxi đi, Malibu Club xa lắm. Malibu Club, Club bên thế giới 1 gần chỗ sở cảnh sát. Đó, chỗ này nè. Tú vào đây luôn, xa lắm. Lấy tiền rồi, ok bây giờ đi đến tàu. Chứ mở xe cái đi. Trên đường, trên đường, trên đường. Cổ họng nó khó chịu với cổ họng. Đi bên kia luôn người ta. Sao sao sai vậy? Ôi trời ơi. Ủa xe nó dông kia luôn. Đây là xuống tàu rồi. Gì vậy, đang đi mà quay quên nó cản đường mình.
Từ đó mình cho anh mang cái giáp cái đó. Đỡ phải chính mã. Bắp mỏi tay. Rồi. Ui nó bắn vô. À ba gì vậy mấy ba. Rồi. Mình tưởng đâu mà mình được đi vô cho ai biết đâu, nó có vụ này đâu. Ôi xe nổ, xe nổ, xe nổ, xe nổ, xe nổ. Bầm. Nổ chết hết mấy thằng. À, hôm trước rồi là vai của mình nó bị lệch tâm á. Thì có các bạn kia chỉ mình bỏ cái bỏ cái widescreen đi thì sẽ hết bị, thì đúng là hết bị rồi. Bây giờ nó đây nào, đó chưa ngon lành. Có cái chỗ nó nằm đâu? Ủa không phải ở đây hả? Chọc xuống thì được chạy nhanh, xuống kia nó không được chạy nhanh. Ok đi lên. Lên thêm tầng nữa. Chưa phải tầng này nữa, lên tầng thêm trên, thêm một tầng trên cái nữa. Rồi lên thêm cái nữa. Đây. Bắn chi vậy, bắn hoài vậy. Who are you? Oh, I know the face. Know the face. Oh, I know. I know. Rồi bây giờ mình đã có thông tin rồi, kiểu mình tra tấn thằng đó mình lấy thông tin đó. Giờ có thông tin rồi, bây giờ chuồn rồi. Khoan, 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 khoan. Ê, không thôi mình hết máu rồi, mình làm lại nhiệm vụ. Giờ mình bị quế cái vụ này lắm. Làm xong nhiệm vụ ấy bị hết máu, bị bắn. Thật là vô mod luôn. Cho mọi chiếc xe đi đi. Không mang đứa nó chặn đường kìa. Đè 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 đè. Ui đi ra đi ra. Như chuyên nghiệp chống cảnh sát là chơi xe cồng kềnh bự bự cho dễ bị phát hiện, dễ bị theo đuôi. À, how the right move. Và city 5 5 5 6 6 2 7 5 4 6. Ủa số phải đọc vậy ta, số đọc những số đọc theo cặp đúng không ta? Số có hai loại, một loại là đọc hết toàn bộ từng số con số, hai là đọc theo cặp đúng không? Xong lấy được kiểu như cái bản in tiền giả. Ủa vậy xong rồi hả? Trời ơi, có vậy thôi. Ê, đúng một cái chỗ vậy thôi. Rồi xong. Xong rồi đó. Bây giờ xong. Ê, nó còn nhiệm vụ nè, chả sao xong được. Mới có nhiệm vụ à. Sứ đẹp bọn giao hàng. All right, the courier's moving the plate from the docks today. I'm gonna go intercept them, grab the plates, lose any heat and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have 5 minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Either way, I want green rolling off the presses 5 minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. All right. Everybody cool? All right, I'll catch you later. Ok, bây giờ mình đi mình cần đi tìm cái thằng giao bản kẽm đó. Ôi, mượn xe, mượn xe, mượn xe. Vậy là mình làm cái nhiệm vụ nào chứ ta? Trực thăng này thì chắc là sẽ màu hường. Còn tên giao bản kẽm là màu vàng. Chiếc thằng này trước, chiếc thằng này giao bán kém mà. Coi cái nào gần nhất.
hoặc là mình tập trung vào cái chỗ trực thăng á, hay là canh nó ra quất nó luôn. Cùng lộ cách này. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mấy mẹ ninja này làm sát thủ luôn. Trời ninja kìa. Gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy? Bà chơi kung fu với tôi luôn hả? Kinh khủng chưa? Toàn là ninja không à? Cho thằng tới rồi, cho thằng tới rồi, cho thằng tới rồi. Ok, vô. Má ơi, đông vậy? Vãi, đông vậy? Chết đi. Ôi đông quá trời luôn. Tên giao kẽm đây, tên giao kẽm lần này hả? Rồi. Chết rồi, bây giờ lụm. Xong, giờ đi về thôi. Ôi toàn là ninja không à. Tớ nó là cô hùng cắt đảng đồ giang hồ đồ dữ dằn lắm. Ai ngờ cái bà ninja bắn đúng, trời bắn đúng dữ luôn á. Đứng trên lầu hai người, đứng ở dưới gọi là tập trung đông quá trời. Thật là hết hồn quá đi. Nghĩa là cái bà đó sẽ đi trực thăng tới cái bến đáp này và làm giao kèo hay làm cái gì đó mình không rõ. Thì mình bắn xong mấy người đó là bà đó cái thằng giao bản kẽm nó vừa tới luôn, nên mình giết nó cái mình lấy bản nó luôn. Không ngờ cái đám đó là đám ninja. Ninja là cái gì luôn. Nhiệm vụ rồi xong. Khi nào mà các bạn xong hết nhiệm vụ nó sẽ báo là nhiệm vụ sử nghinh hoàn thành. Đấy, 8.000 đô. Chỉ khi các bạn mua một xong một cái nào đó thì nó sẽ báo là nhiệm vụ chỗ này hoàn thành, nhiệm vụ chỗ kia hoàn thành. Thấy không? Đó, như vậy là xong rồi. Thì bây giờ mình cần tìm một cái chỗ mua nhà khác để mình mua, mình làm giống như kiểu sử nghinh vậy đó. Ê, bây giờ thì chưa biết cái chỗ đó đâu, các bạn hãy mình đi tìm cái nha. Không biết nó nằm đâu nữa. Ê mà khoan, mình nghe nói là đã xong hết nhiệm vụ rồi. Mình đã nói. Hey, hello, Tommy, we got a situation over at Brentworth. You better go and check it out. I don't know, some kind of mess or other. Things are messed up, I gotta go. Ủa, sử nghinh có vấn đề gì vậy? Mới vừa ra khỏi sử nghinh luôn. Mình nghe nói là mình đã mua, sau khi mình search những cái địa điểm thì mình cảm mình thấy thì mình đã mua hết những cái công ty, những cái nhà xưởng rồi. Không có nhiệm vụ nữa nè. What? Thì sau khi mua xong hết những cái này thì các bạn sẽ được làm nhiệm vụ cuối, nhưng mà mình chưa biết là sao. Cap the collector. Okay, what's the emergency? Oh. Who? Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Mấy thằng Yuko. Said it was a Mr. Farrello's money. Oh, I feel like crap. Farrelly? Sonny Farrelly? Sonny Farrelly. Yeah, ấy là cái thằng đó đó. I think they were very insistent. Sonny, I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. Đục thêm một lỗ. Đục hai lỗ luôn. À. Bọn mafia sexy your business, find them and kill them. Cái đám mafia nó đang là phá hủy cái công việc kinh doanh của mình, tìm và giết nó. Nghe tiếng xe mình quen, tưởng bọn nó chứ. Đó, cái đám đó của thằng Sonny Firelli, cái thằng mà gài mình đó, thằng mà đem mình tới thành phố này. Ơ, xe này của mình nè. Thằng mà đem mình tới thành phố này xong nó gài mình. Ví dụ mà đầu tiên mình đi bán ma tí á. Ơ, nó đi tới phòng trưng bày ô tô rồi hả? Phòng ô tô là chỗ này nè. Trời, tức, quý thần ơi. Gấp tiền lệ gì bay? Từ chứ mày. Trời ơi. Ý, xe trời mưa đi khó như quý. Rồi xong luôn. Ngậm cua tỏi luôn. Ôi, nó chậm tiền tôi kìa, ai cho tôi mượn chiếc xe đi. Ai, lẹ đi. Xe. Cần một chiếc xe, cần một chiếc xe. Mượn xe đi quý.
Ơ đừng bắt em, đừng bắt em anh trai, đừng bắt em anh trai, đừng bắt em anh trai. Đừng bắt em. No. Ok. Lên càng, lên càng, lên càng, lên càng, lên càng, giết nó. Xong lên càng. Đoàn qua bên chỗ khác của mình mới đi qua chỗ ô tô xong giờ đi qua chỗ khác lại thì chứ. Đám nó đám có thằng gửi sinh đi đó. Mẹ chết dọc. Giết mà chết. Đục hai lỗ luôn. ông già nó kêu đục lỗ thôi mà chơi đục hai lỗ luôn. Vậy mất chất. Mày đi xem mô tô đó mày. Không bật được. Càng công an nha. À, tới cái chỗ Malibu, cái quán sàn nhảy của mình đó. Mày chết, Malibu đi thẳng là tới. Mày chết mày với tao. Ở gom sạch tiền rồi. Lẹ vậy. Lẹ vậy. Đây, 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 đuổi kịp rồi, đuổi kịp, đuổi kịp, đuổi kịp, đuổi kịp, đuổi kịp, đuổi kịp. Mày chết vô. Mày chết vô. Có mình mày thôi mà. Đời, phá làm ăn của tao, mày kinh doanh của tao mày. Mày chạy lụa vậy. Bóc đầu đồ dữ vậy. Chết mày là cưng. Hai thằng đi một xe, Mình chạy nhanh bằng nó mình mới bắn nó được. Còn tại chưa chạy nhanh bằng chưa bắn được. Rồi xong. Hai thằng mày té xe rồi, chết hai thằng mày vậy tao. Mày nói Sunny tránh xa tao ra. Chết xe Sunny. Nữa hả? Tại sao mày nản vậy? Đặng thôi chứ. Chí mệt đi bà luôn. Chí đêm nữa. Trời mưa, mưa chạy đường cho nó. Lúc gió, à đây, 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 đây. Dưới cầu, dưới cầu. Rồi tới chỗ taxi của mình, chắc luôn. Rồi tới chỗ taxi của mình. Chính xác luôn, tới chỗ taxi. Rồi xong. Nữa hả? Không có tên lên trên đường tới. Đầu nãy đang tập trung vô cho taxi của mình. Giết từ chân trứng. Còn này nó đâu vậy? Mình nhớ xa xa này đâu có cái chỗ kinh doanh làm ăn rồi. Đúng rồi, nó đi ngay cho taxi của mình. Trời ơi. Nó tới chỗ taxi, Lẹ 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 lẹ. Go. Thật là lụa quá đi. Bạn chạy thật là lụa. Thì nó mới xong cái đám binh đồ binh này đây. Đã xong, 30.000 đô. Chơi tao hả mày? Tôi chứ cái đám này cái đâu. Ở đông quá, bỏ đi đông quá, đông quá. Trời ơi. Nó bù, cho tao ra, No, chưa có sale game. Ok, mình bích bang cho nó chết hết đi. Mình không có chết được. Ờ nó bu rồi. Rồi ok. Trời ơi các bạn thấy nó bu không? Kinh dị luôn á. Bu gì đâu mà bu quá trời. Gặp cái đám nó lo gặp cái đám cái nó chơi mình nhỉ. Rồi bây giờ đây cái thằng gọi Sunny. Dạ, giết gia đình tao. Ken, Ken là cái thằng luật sư á. Stay off the idiot fuel and look after yourself. No one's gonna take us out. I'll see you later. I am Khan. Don't I sound Khan? Must be impending death that is doing this to my voice. Cái nhiệm vụ gì hôm?
chứ mình tạm thời thì biết cái thằng Sunny thì nó chơi mình rồi đó. Mốt là mình dứt nó luôn á. Nhiệm vụ cuối cùng là nhiệm vụ Sunny nha các bạn. Là nhiệm vụ chữ V đó. Để mình kéo nhà cái ngôi nhà xem đã có nhiệm vụ chưa. Sẵn đi sell game luôn đó. Cái đám này nó giết mệt lắm. Sell game cho nó chắc. Từ giờ nó coi cái xung quanh coi có nhiệm vụ mới không. Không. Cảm kế sell game cái. Ai gọi đây? Tommy, it's Lance. We got big Lance. Problems. Come down here right away. Rồi. Ấy, có chữ V rồi đó. Đó, bây giờ có chữ V rồi nè. Lance là cái thằng chung với mình. Cái thằng mà... Thằng mà... À, trắng trắng á, cái thằng mà... Hồi đầu... Đầu game nó giúp mình cái vụ mà... Mình giết ông chú nó đó. Còn Ken... Horseberg thì cái thằng luật sư đầu game nó cùng mình với nó cũng giúp nhau nhiều lắm. Đây bây giờ ra hai chữ V luôn. Oh yeah, final nhiệm vụ rồi ta tới. Mình tưởng nó cũng khó lắm nhưng trước mình tính không có làm mấy cái nhiệm vụ nhỏ nhỏ này là nhiệm vụ chính luôn, tại sao game chính luôn nhưng mà nghĩ lại thì chính hay phụ cũng vậy thôi. Hai cái chữ V nữa đâu vậy? Chứ ngồi đến năm đâu vậy? Thời đấy mình coi cái chữ V nó nằm trong nhà không ta? Đây, biệt thự Versace. Oh yeah. What's going on, Tommy? Oh, good. Listen. I like fish. Thằng này thằng Ken. Thằng này thằng Ken. I love them as pets and balls. Or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken! Sit down! Ken, Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you capped their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Lấy 3 triệu tiền giả bỏ vô vali, kêu thằng Lance gọi cái đám Sunny tới đây. Để mình một lần giải quyết dứt cho xong hết luôn. Trả tiền là cho thằng Sunny á đây nè. Sunny nè. What? No big hugs for your buddy. I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Mình nói mà vô tù giúp ông này hay làm cái gì á? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man. They knew hey, Tommy, I was coming, Sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. Lance, phản bội mình hả? You sold us. Bán đứng. No, I sold you out, Tommy. I sold you out. Thằng Lance nó chơi mình. She's upstairs in the safe. Tiền thật ở trong két sắt, còn cái tiền đi là tiền giả. You think I just take the fake cash, save face and run away with my tail between my legs? Chết thầm lòng với hai chân. I just wanted to piss you off before I kill you. À, két sắt ở đây hả? Vô đây cưng, vô đây. Thằng nào dám lên đây lấy tiền? Vô đây. Anh cầm súng anh nã hết. Quá là easy luôn. Chùm hả mày? Final hả mày? Này nhiệm vụ cuối cùng luôn rồi đó. Lúc đó mình đứng chầm xíu. Nó tránh nó đi đường móc. Mọi tiền từ cái sắt. Cái sắt của mình là cái sắt. Đây đây cái sắt đây. Tiền thật nằm trong đó. Còn cái tiền giả là cái tiền. Tiền trong vali nữa. Mình kêu thằng Ken nó lấy 3 triệu tiền giả đó.
Quỷ Len nó tay trong, nó bán đứng mình, phải bỏ mình. Thông hai lỗ luôn mà Len. Trời. Không kêu trời. không kêu trời. No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Tìm việc lên cái thằng phản bội. Tìm cái kiểu gì trong khi mà này nó me nó cái xác của mình. Nhưng mà xong cái đám cái xác này mới được chứ. Trời. Ôi. Có thằng đó trong này nè. Đứng trên cạnh cửa luôn. Do là súng này nó phải nhiều mafia nhiều vậy, lính nhiều vậy, đàn em nhiều vậy. Vô xuống này mấy thằng nó chạy tới gần quá, nó áp sát mình quá, nó bị vô luôn rồi. Đó. Vô đây mới cưng. Phải giờ cử hai này lên luôn hả? Mày lấy 15 năm. Đúng ra là nó đưa mình cái súng lục mình bắn á. Thằng Sunny đó nó gài mình vô 10 chết mình là con. Sunny đó nó gài mình vô 15 năm ở tù. Rồi kết liễu Sunny. Kết thúc toàn bộ sự việc là một lần. Thì đúng ra là nó cho mình cây súng lục kiểu Anaconda. Tommy? Oh my god, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're going to be getting any more heat from up north either. Okay, không còn dính vấn đề về phương Bắc nữa đâu. There ain't no up north anymore. Mình dứt hết luôn rồi. It's all down south now. Chỉ còn phương Wait, Nam does thôi. That mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken... I think this could be the beginning of a beautiful business. Ôi thằng Lance nãy mình giết luôn rồi hả ta? Hình như áo trắng thì vậy đúng không? Đâu, chưa tìm ở đâu. And I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Xong. Hết game luôn. End game luôn. Rockstar not. Hey. Rồi, ok. Thì cái video GTA Vice City mình tạm dừng tại đây ha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái series GTA Vice City này và cái video này. Thì mình sẽ tổng hợp lại một cái danh sách từ tập 1 cho đến tập cuối để các bạn dễ theo dõi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau, video game khác. Chào các bạn. Bye bye.